Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Auto An Thái. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái mã hàng, tức là mô bin đánh lửa của xe Hyundai. Dòng Hyundai tức là một là Hyundai Getz 1.1 đấy, hai là dạng i10, nhưng mà i10 đời cũ nhá. i10 là đời từ 2007 đến 2010 đấy. Đây. Cái chuẩn có mã này. Đây là hàng xịn nhá. Hàng xịn nhập Hàn luôn đấy. Hàng Mobit đi. Đây các bạn nhìn cái tem 7 màu này. Mã số này. Đấy. Xịn Korea. Đây mình mở ra cho các bạn xem này. Thì đây mình sẽ nói sơ qua về cái nguyên lý làm việc của cái dòng Mobin này. Thì đây là hàng xịn này, hàng xịn bây giờ nó cũng có ghi đầy đủ cái tên hiệu này. Ví dụ như thằng này nó là thằng HMC này, là hàng xịn này. Đúng không? Này, cái mã này theo đúng với cái mã vạch ở bên ngoài vỏ hộp luôn. Tức là 27301 và 02 026 00. Đó. Made in Korea. Đây, chân giắc đây. Đây là cái mô bin này thì nó lại là tách biệt đây nhá. Nó gồm một bộ, nó gồm hai quả mô bin. Hai quả nhưng mà mỗi một quả nó khiển ra làm hai máy. Ví dụ như cái dòng này. Dòng này nó là 4 máy này thì người ta sẽ chia đều ra này, chia ra cái thứ tự lỗ của nó này. Đấy các bạn nhìn đi. Đó, thứ tự lỗ này. Người ta sẽ đề thứ tự lỗ là 1 4 2 3 nhá. Đây bắt đầu từ bên ngoài vào như quả như này. Xe này người ta bắt thế này. Đấy, bắt ở đầu đằng sau cái mặt máy, đầu máy này mé đằng trước này. À. Thì người ta để là 1 à 4 này, 1 này, 2 3. Đấy, đây có thứ tự hết nha các bạn nhé. Thế khi ví dụ mình tháo mình thay có dây cao áp thứ tự ấy là mình dò thứ tự là mình cắm. Thế không sợ nhầm lẫn, bởi vì nhiều những cái loại mà người ta thiết kế nó không có cái đánh dấu của cái thứ tự lỗ này thì là mình phải đánh dấu trên cái sợi dây cao áp. Nhưng con này là người ta đánh dấu đây rồi thì mình thoải mái luôn, không sợ nhầm lẫn. Hạc xịn nó là như thế, hạc xịn nó rất chuẩn. Cái mô bin này thì là nó sẽ có hiện tượng là sử dụng nó sẽ có liên hạn. Có những xe thì dùng nó rất là bền, nhưng cũng có xe này có khả năng là vừa mới sử dụng cũng đã hỏng rồi. Đấy, cái này thì nó cái tuổi thọ nó nhiều khi nó phù hợp theo những cái điều kiện làm việc, ví dụ những cái động cơ mà làm việc ở những cái thời tiết khắc nghiệt ấy, thì nó nhanh hỏng hơn là những cái động cơ nào mà cái thời tiết nó vừa phải thôi. Đấy. Đây, nhìn tổng thể cái hàng xịn này chuẩn đét đẹp luôn. Cái mô bin này mà nó chết ấy thì nó hay bị hiện tượng là giật nhé. Khi một là hiện tượng là bỏ máy là mình đi là nó giật, bởi vì nó đánh điện yếu mà. Nhiều khi mà nó chết nó bỏ hẳn một máy ấy, bỏ hẳn một cái tia lửa điện của một máy ra, thì đơn như là khi ví dụ cái động cơ này nó là 4 máy thì nó bỏ một máy nó lỗ 3 máy thì máy nó rất là rung và giật, thì lúc đấy mình mới cần phải thay thế cái quả mô bin này. Đó thì mình vừa giới thiệu qua cho anh em và các bạn cái quả mô bin đánh lửa của dòng xe Hyundai Getz với Hyundai i10 đời cũ. Anh em có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt tại gara. Số điện thoại của người trực ở gara là 0856727222. Gara thì địa chỉ gara số 1 ngõ 319 Tập Trung, Hà Nội. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.